Yêu cô thư ký. Anh à, anh mặc áo xong thì ra ngoài ăn chút gì cho ấm bụng nhé. Thôi em à, anh phải đến công ty vì có họp vào buổi sáng. Em dọn sẵn rồi. Đã bảo là anh không còn thời gian mà. Anh à, tối nay về nhà ăn cơm nhé. Em nấu món canh rêu mà anh thích đấy. Anh, may quá. Hôm nay bận rộn, nhưng cũng ký xong mấy cái hợp đồng với đối tác rồi. Ừ, may mà có em hỗ trợ. Vậy anh thưởng cho em gì nào? À, hay là tối nay anh mời em đi ăn tối nhé. Tối nay ư? Ok em. Cô ấy thật đẹp, lại còn trẻ trung, thông minh nữa. Anh Hùng, anh Hùng, sao cứ nhìn em chằm chằm như vậy? Không, tại em đẹp quá. Đã gần 12 giờ rồi cơ à? Anh về lâu chưa? Sao em không vào giường nằm lại ngồi đây ngủ thế hả? Em ngồi đây đợi anh về. Anh đã ăn gì chưa? Anh đi bàn công chuyện với đối tác. Em ăn chưa? Em chưa ăn. Lúc ngồi đợi anh thì ngủ quên mất. Em ăn đi, muộn quá rồi. Đói quá là đau dạ dày đấy. Em không sao mà. Chết thật, đã 10 giờ sáng rồi. Anh đến đây. Đêm qua em ngủ ngon chứ? Vâng, em đã có một giấc mơ rất đẹp về anh đấy. Thôi nhé. Hẹn gặp lại em ở công ty sau. Anh ăn chút gì đi nhé. Thấy anh mệt mỏi nên em không đỡ đánh thức dậy. Em về quê gấp, bà nội cô Bi bị ốm. Anh thu xếp công việc rồi về ngay. Đi đường anh nhớ lái xe cẩn thận nha. Mẹ con sao rồi hả bố? Mẹ con đỡ rồi. May quá, có Cai Ngân vợ con, nó nhanh nhẹn nhờ được thầy thuốc tốt về tận nhà để giúp mẹ con. Thế à? Bố mẹ thật tốt phước, có được đứa con dâu như thế. Một mình nó lo liệu sắp xếp mọi việc bên cạnh mẹ con từ lúc về tới giờ, không dời nửa bước. Không hiểu sao hôm nay lại bị cắt điện thế này. Hùng, hai cha con mình ra ngoài sân uống nước, nói chuyện cho nó thoáng nha. Vâng, để con vào thắp cây nến cho sáng. Hùng, dạo này vợ chồng con có chuyện gì phải không? Sao tự nhiên bố lại hỏi như vậy? Mấy hôm nay bố cứ thấy vợ con nó buồn buồn. Có lúc ngồi chăm mẹ con, nó còn khóc nữa. Bố, con trót yêu say đắm một phụ nữ. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, thông minh. Trong lòng con rất dằn vặt. Con thấy có lỗi với vợ con. Thế bố hỏi, con hãy trả lời thật lòng. Con còn yêu vợ con không? Con cũng không biết nữa. Vợ con... Cô ấy không có gì để chê trách. Vợ con khiến con rất cảm kích. Con rất mâu thuẫn. Vậy con trả lời xem, ngọn nến và vì sao kia, cái gì sáng hơn? Dạ, tất nhiên là ngọn nến sáng hơn ạ. Tại sao? Dạ, tại ngọn nến ở rất gần, ngay cạnh con. Còn ngôi sao kia chẳng biết sáng đến thế nào, nhưng nó rất xa xôi. Ánh sáng tới được chỗ này vô cùng yếu ớt. Đúng, những người phụ nữ bên cạnh con cũng vậy. Khi con cảm thấy yêu thương, để người đó bên cạnh con, để tâm nhìn ngắm người đó, con sẽ thấy người đó thật đẹp, thật tỏa sáng. Còn nếu con để họ ở thật xa như ngôi sao kia, thì con sẽ không cảm nhận được ánh sáng và vẻ đẹp của họ đâu. Hãy xác định ai là người quan trọng hơn trong cuộc đời con. Hãy tiến đến gần người ấy, trân trọng, yêu thương
Còn tình cảm say nắng một chút của con với cô gái trẻ kia, bố tin chắc rằng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, xa vời vợi mà thôi. Bố, con à, vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi lúc nọ lúc kia. Khi những tình cảm bồng bột của tuổi trẻ dần dần đi qua rồi á, con sẽ thấy mình cần biết bao là sự tôn trọng, yêu thương và quan tâm đến nhau. Đó mới tạo thành gốc rễ của hạnh phúc, chứ không phải là những cảm xúc nhất thời đâu. Bố, con hiểu, con sẽ không làm điều gì có lỗi với vợ con đâu bố ạ. À. Bữa trưa ở trường. Nào, cả lớp chú ý, đã đến giờ ăn trưa rồi. Các cháu nhớ ăn hết suất, không được bỏ thừa đâu nhé. Chúc các cháu ăn ngon miệng. Cô dặn là không được bỏ thừa đồ ăn, nhưng tớ phải làm sao với món cà rốt đáng ghét này đây? Hòa, cậu ăn giúp tớ đi. Lần trước tớ ăn giúp cậu rồi, bị phạt nên giờ tớ không dám đâu. Mà tớ cũng đang chán ngán món khoai tây đây nè. Chán nhỉ? Thế mà hôm nào chúng ta cũng bị ép ăn hết suất. Ước gì những món không ngon này biến đi được thì hay biết mấy. Ừ, chúng ta phải làm sao bây giờ? À, tớ có cách rồi. Thế này nhé. Chà, hôm nay bọn trẻ ăn ngoan quá, không để thừa đồ ăn. Đúng vậy ạ, à, nhìn các cháu ăn no hết mà cảm thấy công sức của chúng ta được báo đáp vậy chị nhỉ. Ngày nào cũng phải lên thực đơn mới, rồi chọn lựa thật kỹ cho bọn trẻ nữa. Tớ mở thùng, còn cậu vứt vào nhé. Ừ, cậu mở đi. Mấy cháu làm gì thế? Ờ, đây không phải là thức ăn của cơm trưa hay sao? Ừ, sao các cháu lại... Dạ, không phải đâu. Đây là... Hóa ra, trưa nào các cháu cũng giấu thức ăn mang đi vứt thế này sao? Cơm bác nấu không ngon, có phải không? Dạ, không phải đâu ạ. À, chỉ có hôm nay... Vâng ạ, à, xin bác đừng mách cô giáo, nếu không chúng cháu sẽ bị phạt. Cô muốn thông báo về buổi ngoại khóa tuần sau của lớp chúng ta. Chúng ta sẽ tới một vùng quê nông thôn để tham quan, tìm hiểu về cuộc sống của những người nông dân và môi trường thiên nhiên. Ơi, hay quá! Chúng ta sẽ được đến nông trang kìa! Háo hức ghê! Không biết ở đó như thế nào nhỉ? Xe đã đến một vùng quê nông thôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi bộ để tham quan cuộc sống người nông dân như thế nào nhé! Vâng ạ. À. Ồ, nhìn kìa, ruộng lúa đấy, có cả cây đa và ao nữa kìa. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu với các em, đây là những cánh đồng lúa, nơi tạo ra những hạt gạo mà các em ăn hàng ngày đây. Các em hãy thử quan sát xem, các bác nông dân cấy lúa như thế nào nhé. Cấy lúa là công việc cần sự khéo léo, nên bác gái thường làm. Ôi, tay các bác ấy nhanh quá đi mất. Ừ, nhưng cả đồng ruộng to thế kia cơ mà. Sao các bác ấy cấy được hết cơ chứ? Chắc hẳn là mệt lắm. Ôi, bác làm sao thế ạ? À? Bác không sao đâu, chắc chỉ là mệt một chút thôi. Bác cứ qua kia nghỉ đi ạ. À, chúng cháu sẽ giúp bác tưới nước cho rau. Thưa cô, chúng em làm vậy có được không ạ? À? Được chứ, cô cũng giúp các em. Bác mệt như vậy sao không ở nhà nghỉ đi? Hôm nay không làm thì ngày mai làm cũng được mà bác. Không được các cháu ạ. À, rau xanh cần phải tưới nước hàng ngày mới non và ngọt được. Rau mà không lên tốt thì các bác sẽ chả có rau để ăn, để bán đâu. Bác ơi, vậy để chúng cháu giúp bác nha. Ôi! Bữa trưa hôm nay, các bác đã dùng những rau củ hôm qua các bác nông dân tặng lớp để nấu đấy. Các cháu cùng ăn ngon miệng nhé. Vâng ạ. À. Ừ.
Hôm nay các em ăn rất giỏi, bạn nào cũng ăn hết suất. Các em có cảm nhận gì về bữa ăn hôm nay? Em thưa cô, hôm nay đồ ăn rất ngon ạ. Đúng ạ, đồ các bác nông dân cho, ăn rất ngon. Thế các con có biết tại sao đồ của các bác nông dân lại ngon vậy không? Dạ, chúng em không biết ạ. Sao lại vậy nhỉ? Bởi vì các em đã được tận mắt nhìn thấy cuộc sống lao động của các bác nông dân. Để làm ra hạt thóc, cây rau, các em ăn hàng ngày, người nông dân đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức trên đồng ruộng. Các em cũng đã được tham gia lao động cùng các bác, đã thấm thí được giá trị của những thức ăn các em ăn hôm nay. Bởi vậy, các em biết quý trọng đồ ăn hơn, có đúng không nào? Đúng rồi, giờ mà bỏ đồ ăn đi, em thấy rất hoang phí và có lỗi ạ. Vậy từ giờ, không ai được bỏ thừa cơm, nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Cảm hóa. Lâm ơi, Lâm, cô giáo nhìn kìa. Im cho tôi ngủ. Lâm, Lâm ơi, đã bảo là... Lâm, một là em hãy ngồi nghiêm túc để tôi có thể giảng bài. Hai là em hãy ra ngoài hành lang đứng. Bao giờ tỉnh táo thì vào lớp. À, cái thằng này không nhìn thấy tao à? Mày điếc hả? Hay là thích giống ba mày vào nhà đá ngồi? Dừng tay lại. Thưa cô, bạn Lâm đánh em. Cô ơi. Em chào cô ạ. À, cô đến nhà bạn Lâm sao? Linh đó à? Ừ, cô định đến để gặp Lâm với ba mẹ của bạn ấy. Học lực của Lâm càng ngày càng sa sút. Cô lo cho bạn Lâm quá. Chả ít gì đâu cô ạ. À, Lâm là học sinh cá biệt. Trước giờ có rất nhiều thầy cô chủ nhiệm, mà chưa ai có thể nói được bạn ấy hết. Học sinh cá biệt, chưa ai nói được bạn ấy hết ư? Cô ơi, lúc nãy em thấy bạn Lâm ở quán game đầu ngõ. Chắc cô không biết, ba bạn ấy vỡ nợ phải đi tù. Còn mẹ bạn ấy thì bán cá ngoài chợ. Chắc là bác ấy sẽ về muộn đó. Thôi, em phải về đây. Em chào cô. Cảm ơn em. Cô ơi, cô ăn cá đi cô. Còn có mấy con cá chép tôi bán rẻ cho. Cá ngon lắm cô ạ. Chị, đây là chị Hà, mẹ cháu Lâm có phải không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của em ấy. Chào cô giáo. Chắc thằng con tôi nó nghịch ngợm, phá phách chứ gì, khiến cô phải phiền lòng. Cô nói để tôi về dạy bảo cháu lại. Thực ra tôi muốn giúp cháu Lâm, nhưng trước hết tôi muốn biết sao cháu lại như vậy. Tôi có xem qua học bạ của Lâm, thấy là trước đây Lâm học hành khá lắm. Đúng vậy. Trước đây khi nhà tôi còn sung túc, thằng Lâm là đứa con học giỏi, ngoan ngoãn lắm. Nhưng từ ngày chồng tôi vỡ nợ do làm ăn, phải vào tù, nó nghĩ ngợi rồi thành vậy. Tôi thì bận rộn kiếm tiền để lo trả nợ cho chồng, rồi gánh vác đủ việc, chẳng có thời gian cho nó. Tôi... Chị ơi, cần cho tôi mấy con cá chép. À vâng vâng, cô lấy mấy con. Cá ngon lắm cô ơi. Cô Lâm à, lên xe cô chở đi. Đi đâu ạ? Cô muốn em đến một nơi. Nhưng... Thôi, đi cùng cô nào. Cô chở em đến đây làm gì? Em nhìn đi, gỗ cá này là tôi tịch thu. Bao giờ trả hết tiền của chồng bà thì tôi trả tiền cá nhé. Dạ, dạ. Chị thư thư cho em vài bữa, em sẽ mang lãi sang đưa cho chị trước mà. Nào, Lâm.
Lâm à, cô biết việc ba em phải vào tù, chắc chắn mẹ và em rất buồn. Nhưng em thấy không, mẹ em vẫn cố gắng cán đáng hết mọi chuyện, vẫn trả dần các khoản nợ mà ba em để lại, vẫn lo lắng đầy đủ cho em. Mẹ em vẫn mạnh mẽ vượt qua. Còn em, còn em thì chơi bời, lêu lỏng, phá phách, bỏ học. Em thật không xứng với công sức và lòng mong mỏi của ba mẹ. Em nhận ra được điều đó, cô rất mừng. Thời gian còn dài, còn kịp để em có thể sửa chữa những điều đó. Cô tin em sẽ làm được. Cô ơi, nhất định em sẽ làm được. Cô giúp em nha cô. Mặc áo len. Sách Ki, con xem ba này. Đứng ra đây nhảy với ba nào. Thích quá. Thích quá đi. Thời tiết sắp sang xuân khá ấm áp và dễ chịu. Chuyện gì thế Sách Ki? Ba ơi, kia là ai? Đó là con người, con ạ. Họ đến từ đâu ạ? Sao con chưa thấy họ bao giờ? Họ đến từ khắp mọi nơi. Chắc dạo này hòn đảo đã được khai thác thành khu du lịch, nên bây giờ con mới thấy họ ở đây. Trên người họ có những thứ đồ sặc sỡ quá, xinh đẹp quá đi. Sao chúng ta không có hả mẹ? Chúng ta đã có bộ da dày dặn, ấm áp để giữ ấm và tránh thấm nước rồi con trai ạ. Wow, đàn chim cánh cụt đáng yêu quá. Họ có làm hại mình không ba? Không đâu, những người này thì không. Sao ba mẹ lâu về vậy nhỉ? Mình phải đi tìm họ. Trời ơi, sao con lại bơi ra đây hả? Chắc khi quay đầu lại bơi vào bờ ngay. Con lạnh quá, lạnh quá mẹ ơi. Sao cái này nó cứ dính chặt vào người con? Đừng, trái kia, con không được nuốt thứ ấy. Nhưng con lạnh lắm, đói nữa. Ba mẹ có mang gì về ăn không? Chúng ta định bơi ra xa để kiếm chút thức ăn mang về cho con, nhưng vì cả người dính dầu nên không thể giữ được ấm. Nước buốt lạnh quá nên chúng ta đành quay về. Con người, tất cả là tại con người. Một con tàu thủy đã khiến dầu tràn hết ra bãi biển này. Tại sao ba nói họ sẽ không làm hại gì chúng ta? Ba ơi ba, chúng làm sao thế này? Còn sao nữa? Tại các người hết cả. Trời đất, lũ nhỏ bị dính dầu rồi. Lớp dầu dính chặt khiến chúng bị lạnh và bị ốm con ạ. Khi chúng dùng mỏ lau lớp dầu đi, còn có nguy cơ bị nhiễm độc nữa. Chúng ta nên làm gì bây giờ hả ba? Tội nghiệp chúng quá. Để ba liên lạc với quỹ bảo vệ động vật, có lẽ họ sẽ giúp được gì chăng? Chiếc áo này sẽ tạm thời bảo vệ mày cho đến khi nào mày bình phục hẳn. Nó sẽ giúp mày giữ ấm và không nuốt phải dầu độc hại đâu. Ôi chao, đáng yêu ghê. Các anh chị ơi, em cũng muốn góp một chiếc áo. Em đã nhờ mẹ em đang hộ từ đêm qua đó ạ. Đẹp quá. Mọi người, chiến dịch góp sức đan áo len cho chim cánh cụt bước đầu đã thành công tốt đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Dựa vào câu chuyện có thật, những người đan len trên khắp thế giới đã hợp tác để cứu hàng ngàn con chim cánh cụt bé nhỏ bị ngấm dầu trên đảo Philip
phía Nam Australia. Vô địch đường đua. Chà, anh Tuấn giỏi thật đấy, lần nào cũng về đích trước tiên, không hổ danh là ngựa hoang. Gì chứ, các cậu cũng có kém đâu, bám theo sát nút mà. Anh đùa à, trong thi đấu, chỉ một giây cũng là vấn đề đó. Giải đua mùa hè lần này, anh chắc chắn là giành chức vô địch rồi. Còn Hùng ở đây nữa chi, cậu quên à, một đối thủ đáng gờm đấy chứ. À, đúng rồi, em quên mất. Chúng ta về thôi. Em mệt quá. Ừ, về thôi. Hai người cứ về trước đi. Mình nghỉ một lát nữa rồi về. Vậy bọn mình về trước đây. Lúc nào cũng Tuấn Tuấn, thành tích của mình cũng đâu kém gì. Lần này mình chắc chắn phải vượt qua tên Tuấn. Không thể thua kém hắn mãi được. Mình nhất định phải giành chức vô địch mùa giải lần này. Mọi người chú ý, từ giờ trước mùa giải thời gian không còn nhiều. Tất cả mọi người cần phải cố gắng, nhưng cũng phải giữ sức. Tất cả rõ rồi chứ? Dạ rõ. Đặc biệt là Tuấn, thầy hy vọng lần này em sẽ mang vinh dự về cho toàn đội. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Thầy yên tâm, làm gì có ai tranh nổi chức vô địch với Tuấn nữa. Mọi người không được chủ quan, tất cả cần phải cố gắng hết sức mình. Chú ý bảo dưỡng xe cho thật tốt đấy nhé, đừng để có sự cố gì xảy ra. Vâng ạ. Chúng ta đi ăn thôi, đói quá. Ừ. Đừng tự tin quá, chờ đó mà xem. Cố lên nhé ngựa chiến, chúng ta phải cùng làm nên kỳ tích. Anh Tuấn ơi, lại em nhờ chút. Ừ, anh đây. Xích xe của em có vẻ hơi trùng rồi, hôm qua em không để ý. Anh giúp em với. Được rồi, cứ bình tĩnh. Còn những 2 tiếng nữa mới bắt đầu mà. Để anh xem nào. Mình phải vượt hắn. Hả? Phanh đứt mất rồi. À! Ui da, đau quá. Được rồi, cứ bình tĩnh. Còn những 2 tiếng nữa mới bắt đầu mà. Để anh xem nào. Đường đua giờ là của mình. À! Hùng, cậu làm sao thế? Có ai giúp cậu ấy với? Cậu tỉnh rồi, may quá. Cuộc đua thì sao? Giờ này mà cậu còn quan tâm tới cuộc đua sao? Đúng đó, anh nên quan tâm tới sức khỏe đi. Đội Bình Minh ấy giành giải rồi, mà đội đó cũng vô tâm thật. Thấy anh vậy mà không giúp đỡ. May mà có anh Tuấn, cõng anh đến bệnh viện kịp thời đấy. Tuấn ư? Vâng, em chạy ra ngoài mua chút đồ uống nha. Anh nghỉ đi. Mọi người trong đội chuẩn bị vào thăm rồi đấy. Tuấn à, cảm ơn cậu. Cái cậu này, hôm nay sao lại khách sáo thế? Chúng ta đã là bạn 5 năm rồi. Cùng nhau tập luyện, cùng nhau sẻ chia. Mình có thể bỏ đường đua, chứ làm sao bỏ mặc bạn bè đang gặp nạn được. Tuấn, tớ có lỗi với cậu nhiều lắm. Một thằng hèn, đồ ích kỷ như tớ, không xứng đáng là bạn của cậu đâu. Cái gì? Cậu nói gì vậy? Có phải ý cậu là... Tớ hèn quá. Cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ. Thôi, bỏ qua tất cả đi. Giờ cậu nghe lời người bạn này, cố gắng nhanh chóng khỏi bệnh nha. Ừ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.